Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ mời tất cả mọi người cùng đi chơi với mình. Và bây giờ là đang ngồi trên cái nhà và chuẩn bị kêu bằng gì? Gọi điện tới cái chỗ hái trái cây á mọi người. Rồi xong rồi bắt đầu mình mới xuất phát. Giờ là đang chuẩn bị. Vẫn còn ngồi đã ăn sáng. Còn ngồi ăn sáng. Sao vậy? Đây là cái khu nhà. Rồi, bắt đầu chuẩn bị đi. Có quen không? Có quen không? Đó, bây giờ chuẩn bị về. Có chìa khóa nhưng mà máu được. Trời, ông chơi màu nổi dễ sợ luôn trời. Có em bỏ em ba lô, em tiết kiệm pin em để lên chứ trở nên em xài. Chị bán một cái nữa quà. Đó là em ghi những cái nhà mà mình đi làm ấy, chị dòm lại con. Con tươi trắng bự đó. Tính giờ mình để mình xài lố thôi, nhưng mà bây giờ chưa lố đâu, bây giờ còn nhiều lắm. Có mà gì á? Ngọc nó nói thế nào mà bị la nhiều, bị được nhiều tiền hơn. Thì mỗi một cái la được bao nhiêu tiền? Nó đã không có làm gì chứ đi. Sao tối quá vậy? Xuống đồng bằng nè em ơi, hồi nãy trên núi không quay, giờ xuống đồng bằng rồi. Hết rồi. Ở nhà ta ở. Hết rồi. Nó vẫn còn chồng rồi. Nhà nó ở chứ mà nó làm đẹp ha. Nó làm cái nhà đẹp quá đi chứ. Cái nhà này đủ người đi biển. Nó rẻ lắm, có mấy triệu à. Bắp nè. Con hai bắp không? Con hai bắp được rồi đó. À, bắp. Không có trái đâu. Có quá trời á. Một trái thì mình hái cây hay lá. Đâu trái rồi bự 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 không không có mình gì. Mình đâu cần hái, mình ra mình quay phim được rồi. Bắp tiêu. Farm này nó có để bảng này và nó không có để giờ mở cửa và đóng cửa. Thứ hai và thứ ba họ không có mở cửa nha. Mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Arugula, so all the vegetable. Trái gì mà ăn nhất nhất? Trái gì mình ăn mà mấy nhất nhật? Nói em không biết trái gì luôn. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi hái blackberry. Là màu đen á. Là dâu đen các bạn. Cái khu này là cái quầy bán cà phê đó các bạn. Mình mua xong rồi mình pha trà hoặc cà phê. À, đây nữa nè. Có muỗng, đĩa. Rồi đồ ăn. Đó, bắt đầu đi ra cái khu này. Quà wow, nắng quá ta. Mới thấy nó mát, bây giờ nắng quá các bạn ơi. Đây nè các bạn. Khuôn viên nó nè các bạn. Đó. Nhiều ghê không? Các bạn ơi, bây giờ đang chuẩn bị xách theo một cái rổ và bắt đầu đi tác chiến. Bên này có nguyên một cái vườn các bạn. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ là 2 giờ rưỡi trưa. Đi hành xác. Trái nắng luôn. Trái nắng. Cái này là người ta đi phơi nắng tắm biển, mình không cần phơi nắng tắm biển. Ê, mình bay vô cái giường. Anh kéo theo đi. Đây,
Để chi, chỉ có hai cái bát berry thôi mà. Sách chi cho nó, đẩy chi cho nó cực vậy sao? Mình vô vườn, vườn bông bông, mình chụp hình trước đi. Đây nè. Ha chị Long ha, vườn bông à, bông hướng dương nè, mình vô mình quần vài tấm hình đi. Đồng một nhánh đó. Em kêu chị chụp em đâu kêu chị bẻ. Không, nhưng mà chị nói là nó bán một đồng nhánh là rẻ đó. Ở chợ nó bán 2 đồng, đồng 99 một nhánh. Có khúc dưới nó có cái bông hướng dương màu màu đỏ đậm đó kìa. Chim đâu kêu quá trời vậy ta. Nó để mái đó em. Đó. Ồ. Hồi nãy Xuân nó giải thích nó nói là nó để con eagle đằng cho chim nó mới tới ăn. À, vậy hả? Ý mật quá trời nè, ông nè, ông nó ăn mật nè các bạn. Wow. Các bạn ơi, bây giờ bông hướng dương tới cái khu bông hướng dương, đưa cái mặt vô, ông có chích không đây biết nữa. Nè. Trời, dễ thương quá à. Ông quá trời luôn các bạn. Ông nó lấy mật á. Nó luôn, nguyên một cái vàng luôn nè mọi người. Trước khi mình đi bẻ trái cây mình quần mấy cái bông trước đi. Ủa cái này sao nó có rổ rổ vậy ta? Rổ rổ đó các bạn. Chắc nó rụng hột quá chị ha. Bông hướng dương cái này nó rụng lá hết rồi. Mà cái này nếu như mình bẻ là nó tính tiền á chị Long. Đồng một nhánh. Ồ, ô vậy là một nhánh là nó cắt ngang đây vậy đó hả? Nè, cắt ngang đây là một nhánh luôn à. Nhìn cái hàng bông đẹp các bạn. À, cô này cũng tác chiến quá trời nè. Không có làm YouTube mà tác chiến quá trời các bạn. Trời ơi, ở dưới đây mình thấy có một cái bông hướng dương nhưng mà nó là hướng dương đỏ các bạn. Nhìn hướng dương đỏ nè các bạn. Ôi, lần đầu tiên mình thấy cái hướng dương này luôn mọi người. Đây cái này các bạn. Wow, nó đen thui luôn. Nè mọi người. Đó, nhìn nó đen thui luôn. Mình sợ mấy con ong này quá. Mình sợ nó chích quá. Ôi, có cái bông nè. Các bạn xem cái bông nè. Trời ơi, cái bông quá trời bự luôn. Coi nè. Ôi. Ong quá trời luôn các bạn. Đó đó các bạn thấy ong không? Ong quá trời luôn á. Nó lại nó lấy mật á. Ôi bông hướng dương đen nè. Để mình quay camera đây. Ủa các bạn ơi, bông hướng dương đen, hướng dương đen, hướng dương đỏ chứ. Lần đầu tiên mình thấy hoa hướng dương đỏ luôn mọi người. Nè. Ha, đỏ nâu hả chị ha? Đỏ này đỏ đô, đậm luôn á, đỏ quá trời đen luôn nè mọi người. Ý con ong. Nè các bạn thấy không? Lần đầu tiên mình thấy hoa hướng dương này luôn á. Ồ. Hồi nãy là hoa hướng dương vàng nghệ. Bây giờ là vàng tươi nè. Bây giờ vàng tươi nè các bạn. Trời ơi, cái bông nè, nó bự nè. Có nó bự nè. Các bạn, nó bự nữa các bạn. Trời ơi, có hai con ong nữa là đưa mặt vô nó chích thấy bà nội luôn. Các bạn thấy không? Ghê quá, ong nó chích á. Coi nè, bự hơn các bạn bay luôn. Nè, vàng chanh đẹp quá trời luôn nè. Bông cúc đồng tiền. Cúc đồng tiền. Trời ơi cái màu đẹp quá. Ôi nó bự nè. Nhãn thọ. Nhãn thọ hay cúc đi. Giống nhãn thọ quá vậy. Nó giống nhãn thọ ha. À, giống nhãn thọ quá à. Cúc hả? Cúc ngoài bên Việt Nam gọi là cúc Nhật. Ồ, quá trời đẹp luôn cái màu, cúc đẹp quá. Cúc Nhật á. À. Mình quay cho các bạn xem nè. Wow, cái màu bên đây nè, cái màu này cũng đẹp đó nè các bạn ơi, cái màu hồng cam. Còn bên kia màu đỏ. Quay lại đây. Rồi quay đi. Ồ, bông cúc đẹp quá. Cúc đỏ nè chị. Ồ, cúc đỏ nè. Đẹp quá trời luôn. Gắn cái gì gắn đi. Quay mặt lại. Đẹp quá các bạn ơi. Cái bông này màu nó ngọt dễ sợ luôn trời nè. Ồ, còn cái màu này nữa nè, màu đỏ này.
màu đỏ rực rỡ luôn hả chị Long ha. Ừ. Hết tiếc luôn trời. Ôi còn đi lên nè, đi lên đây mọi người. Wow, các bạn xem nè, màu tím nè các bạn. Tím này ngọt dễ sợ luôn. Còn phía đằng kia nó có màu vàng nữa. Đi theo em chị Long, cố lên cố lên. Còn màu này màu gì đây? Màu hồng da hả chị Long, màu hồng đua hả? À, màu hơi cam á. Đó, màu vàng đó bạn, vàng rực rỡ luôn. Quá đẹp. Mặc dù trời khá là nắng nhưng mà do là đam mê hoa cho nên các chị em đã lăn lê bò càng chụp hình với hoa, có một cái video gửi đến tất cả anh chị em. Nếu các bạn thấy yêu thương chị em mình thì nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha.